Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chai TV. Đây là bài số 4 trong chuỗi bài về lập trình Java và tương tác với cơ sở dữ liệu. Trong bài này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các bước để chúng ta có thể sử dụng JDBC để tương tác với cơ sở dữ liệu. Các bạn nhớ lại một chút, trong cái bài số 3 hôm trước, chúng ta đã biết cách kết nối và cách ngắt kết nối. Tuy nhiên, sau khi kết nối xong thì chúng ta phải có cái sự tương tác. Sự tương tác đó có thể là tạo ra những cái thông tin mới trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta, có thể là xóa đi những cái dữ liệu trong những cái table của chúng ta, hoặc là cập nhật những cái thông tin gì đó. Thế thì bây giờ các bước đó cụ thể như thế nào thì xin mời các bạn sẽ cùng nghiên cứu cái bài học này với mình nhé. Ok, thế thì mình đã liệt kê sẵn ở đây những cái bước mà chúng ta sẽ cần phải có trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng JDBC để chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu. Bước đầu tiên là các bạn cần phải có cái sự kết nối, có nghĩa là cái ứng dụng của chúng ta đó, cái chương trình của chúng ta muốn tương tác được với cái cơ sở dữ liệu thì các bạn phải kết nối với cái cơ sở dữ liệu đó thành công. Đó là bước đầu tiên và bước này là bước tiên quyết để chúng ta có thể tương tác được với cái cơ sở dữ liệu của chúng ta. Việc đầu tiên là chúng ta phải kết nối được. Rồi. Việc thứ hai đó là chúng ta phải tạo ra những cái câu lệnh statement. Tạo ra những cái câu lệnh statement thì các bạn nhớ lại trong cái chuỗi bài về SQL mà mình đã hướng dẫn các bạn á, thì nó sẽ có bốn cái dạng câu lệnh. Thứ nhất đó là những câu lệnh dạng là Data Definition Language DDL, thì nó có nghĩa là những câu lệnh liên quan tới cái việc là chúng ta tạo ra những cái table mới nè, hay là chúng ta xóa table nè, chúng ta thay đổi những cái dữ liệu, những kiểu dữ liệu của những cái cột ở trong những cái table của cơ sở dữ liệu. Thì cái này thì mình đã giới thiệu các bạn trong chuỗi bài đó rồi nhé. Các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xem lại. Rồi, câu lệnh liên quan tới Data Manipulation Language thì chúng ta có DML. Thì đây là những câu lệnh mà chúng ta thường xuyên sử dụng và hầu như chương trình nào thì chúng ta cũng có sử dụng những câu lệnh này. Ví dụ như là select nè, insert nè, update và delete. Ok, chúng ta có những cái dạng câu lệnh này. Thì những dạng câu lệnh này nè, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể truy vấn được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra, hoặc là giúp cho chúng ta có thể là thêm, chỉnh sửa hoặc là xóa đi những cái dữ liệu bên trong những cái table hay là bên trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta đó. Ok, để mình phóng cho nó to một chút. Rồi. Cái dạng thứ ba là dạng DCL, thì dạng này á là cái dạng giúp cho chúng ta có thể phân quyền, ví dụ như một cái tài khoản đó nó có quyền là thêm xóa chỉnh sửa lên cái cơ sở dữ liệu, lên cái table thứ nhất nhưng nó không được chỉnh sửa lên cái table thứ hai, hoặc là được chỉnh sửa cái nội dung gì đó, thì cái phần này nó sẽ liên quan tới cái phần phân quyền. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng nhé. Rồi, về cái phần cuối cùng đó là phần TCL, đó là liên quan tới những cái transaction, thì chúng ta sẽ có commit, có rollback và có sailpoint. Thì cái mình sẽ có một cái video clip nói về cái này để giải thích cho các bạn ở cuối cái chuỗi series này. Thì mình sẽ nói rõ về cái vấn đề này cho các bạn để các bạn hiểu rõ thêm. Vì trong thực tế thì chúng ta ít khi nào mà chúng ta phải code những cái thông tin này, mà thường là sẽ do những cái người họ quản trị hệ thống thì họ sẽ giúp chúng ta có thể backup hay SharePoint này nọ kia. Tuy nhiên thì các bạn biết được thì nó rất là tốt về cái vấn đề mà cái cơ sở dữ liệu chúng ta nó hoạt động như thế nào, thì mình sẽ trao đổi thêm với các bạn trong cuối cái chuỗi series của cái bộ bài giảng về lập trình Java tương tác với cơ sở dữ liệu. Ok, như vậy thì bước thứ hai chúng ta phải xác định được cái câu lệnh SQL mà chúng ta muốn thực thi nó là gì. Ví dụ các bạn chọn là select tất cả những dữ liệu từ cái bảng person hôm trước chúng ta đã tạo ra từ cái bài bài số 2 chẳng hạn đó. Thì tí nữa chúng ta sẽ thử một câu lệnh liên quan tới cái table mà hôm trước chúng ta đã tạo ra. Rồi, ở trong JDBC nó có ba cái đối tượng statement chủ yếu. Thứ nhất là đối tượng statement không, thứ hai là đối tượng repair statement, và đối tượng thứ ba là callable statement. Thì trong những cái video clip tiếp theo mình sẽ có những cái video clip nhỏ để giải thích chi tiết cụ thể từng cái lớp này nó sử dụng như thế nào. Trong video clip này thì mình sẽ nói từng bước thôi và các bạn phải mường tượng được trong đầu, thế thì khi làm việc với JDBC chúng ta sẽ có ba cái lớp mà Java nó viết ra sẵn cho chúng ta rồi. Lớp thứ nhất là lớp statement, lớp thứ hai là lớp repair statement, và lớp thứ ba đó là lớp callable statement. Chúng ta có ba cái lớp này. Và cách sử dụng nó như thế nào thì an tâm, cứ bình tĩnh, mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là chi tiết trong những cái video clip tiếp theo. Ok. Rồi, sau khi chúng ta đã tạo ra được cái đối tượng statement xong thì cái bước tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải thực thi một cái câu lệnh SQL nào đó.
Ví dụ như các bạn muốn select tất cả những thông tin từ cơ sở dữ liệu lên, hoặc là các bạn thêm một cái đối tượng của các bạn từ cái ứng dụng Java các bạn xuống cái cơ sở dữ liệu, thì các bạn sẽ có những cái dạng thực thi nào? Thì chúng ta cũng sẽ có ba cái dạng thực thi chính. Thứ nhất là SQL mà nó trả về Boolean. Thứ hai là SQL Update, nó trả về một số in. Và thứ ba nó là Relation Set, SQL Query và nó trả về một cái Relation Set. Thì đây là ba cái dạng câu lệnh khác nhau. Thì tùy mục tiêu và tùy cái thể loại câu lệnh của các bạn, thì chúng ta sẽ nhận được một cái, chúng ta sẽ phải gọi một cái phương thức tương ứng và chúng ta sẽ nhận được một kết quả tương ứng. Ví dụ như là các bạn muốn lấy dữ liệu lên thì các bạn sẽ phải sử dụng cái thằng thứ ba. Các bạn muốn cập nhật thông tin dữ liệu, tức là thêm xóa chỉnh sửa gì đó, thì các bạn sẽ phải sử dụng cái thằng thứ hai. Rồi các bạn cũng có thể sử dụng cái thằng đầu tiên này để run bất kỳ một câu lệnh SQL nào thì nó sẽ trả về kết quả là true or false thôi. Ok. Rồi. Bước tiếp theo là bước số 5 là chúng ta sẽ phải xử lý kết quả trả về. Đôi lúc các bạn không xử lý cũng được nhưng mà rất là vô lý đúng không? Khi mà chúng ta lấy được data từ cơ sở dữ liệu lên thì việc của chúng ta là gì? Đó là chúng ta phải xử lý cái kết quả đấy để làm chi? Để hiện ra một cái màn hình cho người dùng khi mà họ đang sử dụng cái phần mềm của các bạn á, họ thấy được dữ liệu hoặc là họ có thể là đọc được những cái gì đó mà các bạn lấy từ cơ sở dữ liệu lên đó. Hoặc là các bạn có thể là xóa đi một cái dữ liệu nào đó khi mà người dùng họ ra lệnh từ cái phần mềm đó. Cái bước này là cái bước để chúng ta xử lý cái kết quả trả về. Và cuối cùng là bước số 6 là sau khi chúng ta đã hoàn tất hết tất cả những cái thao tác thì chúng ta phải ngắt kết nối đi. Thì các bạn có nhớ cái video clip số 3 không? Mình có nói rất rõ đó là khi chúng ta tạo ra một cái kết nối tới cơ sở dữ liệu, chúng ta làm việc xong thì chúng ta phải ngắt kết nối đó đi để làm gì? Để hạn chế cái việc đó là các bạn giữ cái kết nối đó và người khác họ sẽ không kết nối được, họ sẽ không làm việc được với cơ sở dữ liệu. Do đó cái bước mà ngắt kết nối nó cũng rất là quan trọng. Thì bây giờ mình sẽ tóm tắt lại, chúng ta có 6 cái bước khi làm việc với, sử dụng JDBC để tương tác với cơ sở dữ liệu. Thứ nhất là tạo ra được kết nối. Thứ hai là tạo đối tượng statement. Thứ ba là thực thi một cái statement nào đó. Và xin lỗi, thứ năm, thứ này thứ thứ ba thì phải thứ bốn, thứ năm chứ, mình xin lỗi nhé, mình gọi nhầm. Bước thứ tư là xử lý kết quả trả về và bước thứ năm là ngắt kết nối. Chúng ta có 5 cái bước này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ. Thì để ví dụ đơn giản á, thì các bạn khởi động lại cái chương trình của chúng ta hôm trước. Các bạn mở MySQL và các bạn mở HD lên. Hôm trước chúng ta đã có một cái bài, đó là bài table ôn tập, và chúng ta đã có một cái data là data version ở đây. Chúng ta có một vài thông tin ở đây, các bạn thấy chưa? Đây, chúng ta có một vài cái thông tin ở đây như thế này. Đó. Và chúng ta có một cái table là table person. Thì bây giờ á, chúng ta sẽ thử lập trình và áp dụng 5 cái bước vừa rồi vào trong cái việc là xử lý dữ liệu nhé. Bây giờ thì để mà nhanh á, thì mình sẽ copy lại cái bài tập số 3. Bạn nào chưa xem bài tập số 3 thì chịu khó xem lại bài tập số 3 nha các bạn. Với mình thì mình không có theo kiểu là một cái bài là mình sẽ giải quyết được hết tất cả vấn đề đâu. Mình làm một cái chuỗi bài, từ bài số 1 tới bài số 2, bài số 3, bài số 4, nó sẽ liên quan tới nhau đó các bạn. Thì nếu các bạn chịu khó thì các bạn hãy xem lại những video clip trước rồi mới xem cái bài này. Thì trong cái bài tập số 4 này mình sẽ copy lại cái bài tập số 3 hôm trước. Thì xin ôn lại một chút xíu. Trong cái bài hôm trước á, là chúng ta đã có cái gì các bạn nhỉ? Chúng ta đã có một cái last, đó là last JDBC util để làm gì? Để chúng ta có thể kết nối được tới cái cơ sở dữ liệu của chúng ta. Thì làm sao để kết nối? Thì chúng ta sẽ phải có những cái bước nè. Riêng cái bước số 1 hồi nãy là bước kết nối cơ sở dữ liệu, các bạn phải có cái gì? Đầu tiên các bạn phải đăng ký một cái driver, hoặc là các bạn phải sử dụng là class.forname để các bạn để cho cái hệ thống nó tự động nó đăng ký driver chẳng hạn. Rồi, sau đó là những cái thông số liên quan tới URL, username, password, các bạn phải xác định được những cái thông số này. Và cuối cùng á, chúng ta sẽ thông qua cái driver manager, chúng ta get connection thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái kết nối. Đây mới là một bước số 1 thôi đó các bạn nhé. Rồi, còn cái thằng close connection là gì? Là nếu như mà chúng ta kiểm tra cái connection này nó có tồn tại thì chúng ta đóng nó đi. Đó chính là cái bước số 5. Như vậy, chúng ta đã có cái đoạn code để chúng ta thực hiện cái bước số 1 và cái bước số 5 rồi. Thì bây giờ á, mình sẽ tạo ra một cái test JDBC util ở trong cái bài tập số 4 này. Nhưng mình sẽ áp dụng đầy đủ 5 cái bước cho các bạn nhé. Đây, bước 1 nhé. Đây, bước 1 nè. Đó là tạo kết nối nè. Rồi, ok. Còn đây là cái bước cuối cùng. Cái bước cuối cùng của chúng ta đó là bước 5. Là chúng ta sẽ ngắt kết nối. Ngắt kết nối.
Như vậy thì chúng ta sẽ còn những cái bước ở giữa, đó là bước 2, bước 3 và bước 4. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái file Word của chúng ta xem bước 2 là gì. À, bước 2 là chúng ta phải xác định ra được một cái câu lệnh SQL. Ví dụ bây giờ nhé, mình sẽ gõ một câu lệnh SQL như thế này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy hôm trước chúng ta sẽ có một câu lệnh SQL này như thế này. Đây, câu lệnh SQL của mình ở đây. Ctrl C này, các bạn nhìn thấy mình copy lại, mình tạo ra một cái chuỗi string SQL bằng nó, mình pass hết toàn bộ cái câu lệnh của mình hôm trước vào đây. Mình sẽ để cái này lên trên một không cần sẹt như thế này nha các bạn ha. Đây, mình sẽ chấm phẩy chỗ này. Đó. Ok. Rồi. Thế thì cái này nó có ý nghĩa là gì? À, mình tạo ra một cái chuỗi tên là SQL. Nó có câu lệnh là insert into cái table person mà chúng ta đã tạo ra theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải như thế này. Ở đây là dữ liệu của chúng ta. Thế thì các bạn sẽ cần phải những cái nào mà các bạn muốn sử dụng dấu 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 nháy á, thì các bạn sẽ phải sẹt hoặc các bạn phải có cái sẹt rồi các bạn mới sử dụng dấu ngoặc kép được. Dấu ngoặc kép được nha các bạn. Ví dụ các bạn muốn xài chữ Nguyễn thì các bạn là sẹt như thế này Nguyễn ha. Rồi như thế này là Văn, như thế này là chữ Văn B, Văn B nè. Bây giờ mình sẽ đánh là Trần đi ha. Một bạn là Trần. Mình xóa lên trên đây luôn đi để cho các bạn đỡ phải bị rối. À, value là gì? Là Trần nè, được chưa? Rồi. Thị à, Trần Thị C. Rồi, sinh năm 2K. Đó. Tháng 9. Rồi, lương tháng là 10 triệu. Đó các bạn thấy chưa? Đó. Ví dụ đây là câu lệnh của mình. Mình mục tiêu của mình là gì? Là mình muốn thông qua cái chương trình Java của mình á là mình sẽ mình sẽ thêm được một cái bạn mới vào, đó là bạn Trần Thị C nha các bạn. Tạo ra đối tượng statement. Thì trong cái đối tượng statement này các bạn nên xác định luôn câu lệnh SQL cũng được ha. Ở đây thì mình sẽ tạo ra đối tượng statement trước. Ok. Statement. Thì các bạn chỉ cần control khoảng trắng thôi, các bạn sẽ ra được statement java.sql ở đây. Thì chúng ta sẽ đặt tên nó là st chẳng hạn, bằng làm sao để chúng ta lấy ra được đối tượng statement thì rất là dễ thôi, các bạn sẽ sử dụng connection chỗ này nè. Chúng ta sẽ chấm get một cái connection ở xin lỗi chấm create một cái statement. Cái này thì mình sẽ nói rất là rõ trong những cái bài tiếp theo cho các bạn an tâm, trong những cái bài tiếp theo thì mình sẽ nói rất là rõ luôn ha. Toàn bộ những cái đoạn này thì mình sẽ bỏ vô một cái try catch suột này ha. Sura with và ở đây là try catch block để cho nó đừng có bị lỗi nữa. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ tạo ra đối tượng statement bằng việc là mình lấy connection.create statement. Thì trong video clip sau mình sẽ giải thích rất là rõ cái này. Trong video clip này thì mình chỉ muốn là cho các bạn xem những cái bước của mình thôi ha. Bước 2 là tạo ra đối tượng statement. Đó, rồi chưa? Rồi. À, xin lỗi các bạn, bước số 3 thì chúng ta mới gõ cái câu lệnh SQL bên dưới ha. Bước 3 thì chúng ta sẽ là thực thi một câu lệnh SQL. Được chưa? Rồi. Như vậy thì ở đây mình sẽ lôi đối tượng statement này nè. Mình sẽ chấm SQL. Nhưng mà các bạn thấy rằng á, nếu như mà cái table của chúng ta nó bị thay đổi sau khi mà chúng ta SQL update đây. Nếu mà nó có cái sự thay đổi á, thì chúng ta sẽ phải gọi câu lệnh là SQL update. Có nghĩa là khi chạy xong á, là cái table của chúng ta nó sẽ bị thêm một cái dòng mới. À, cái phần này thì mình cũng sẽ giải thích rất rõ trong cái video clip tiếp theo cho các bạn ha. Ok. Thì ở đây các bạn sẽ có thể là tạo ra một cái biến là biến check bằng st.sql update. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm gì? À, các bạn sẽ có thể bring ra một cái câu như thế này. À, sit out nha. Số dòng thay đổi cộng cho cái biến check này. Đó, được chưa? Các bạn hiểu kịp không ạ? À, cái phần này thì an tâm, mình sẽ giải thích cho các bạn lúc nào chúng ta sử dụng SQL, lúc nào chúng ta sử dụng SQL update, lúc nào chúng ta sử dụng SQL query thì trong video clip tiếp theo mình sẽ nói. Còn cái video clip này thì chúng ta sẽ xác định những cái thao tác thôi, từng cái bước một thôi. Đó, coi như tới đây á là mình có được một cái đối tượng là statement, mình dùng statement mình thực thi một câu lệnh SQL ở trên đây, insert như thế này. Đó.
Và cuối cùng là cái bước số 4. Bước số 4 thì là các bạn sẽ cái này thì chúng ta để ra bước số 4 là các bạn. Chúng ta chỉ cần là thông báo thôi. Chúng ta chỉ cần thông báo thôi. Bước 4. Xử lý. Kết quả. Đó. Thì ở đây các bạn hoàn toàn các bạn có thể kiểm tra. Nếu như mà cái check này nè nó lớn hơn không, có nghĩa là đã có một có ít nhất một dòng thay đổi, thì chúng ta sẽ xuất out ra một câu là gì? Chúng ta có thể xuất out một câu là thêm dữ liệu thành công. Còn ngược lại có nghĩa là cái check này nó vẫn là không á, thì lúc này chúng ta sẽ xuất out ra một câu đó là gì? Đó là thêm dữ liệu thất bại. Đó. Thì đây, cái bước này chính là cái bước mà chúng ta thật ra thì nó sẽ có nhiều cái thao tác phức tạp hơn. Tuy nhiên trong cái video clip này thì mình muốn nói với các bạn là chúng ta sẽ có một số cái thao tác gì đó liên quan tới cái việc kiểm tra cái cơ sở dữ liệu đó hoặc là cái câu tư vấn đó. Thì ở đây á, khi chúng ta thực hiện câu lệnh này nè, nó sẽ trả về chúng ta một con số, đó là số lượng dòng bị thay đổi sau khi chúng ta thực thi cái câu lệnh. Thì ở đây á, nếu như có ít nhất một dòng bị thay đổi, có nghĩa là dữ liệu chúng ta thêm vào được, còn ngược lại là không thêm được. Đó. Ok chưa? Bây giờ thì mình sẽ run. Trước khi run đó thì mình sẽ cho các bạn xem là cái table chúng ta nhé. Đây, phải chuột nè, chọn refresh nè. Đó, nó chỉ có 1, 2 thôi. Nhưng bây giờ mình sẽ thử run cái này. Các bạn sẽ nhớ xem lại cái bài trước nhé. Bài trước chúng ta đã có cái lớp GDBC util rồi. Phải chuột run Java application. Ok. Đó, xem coi nó xuất ra cái gì. Nó báo đây, số dòng thay đổi là 1 và thêm dữ liệu đã thành công. Bây giờ mình quay lại cái cơ sở dữ liệu của mình. Mình phải chuột ở đây, mình chọn refresh. Đó, các bạn thấy không? Có một cái bạn là Trần Thị C đã xuất hiện ở trong cái table của chúng ta. Trong cái table của chúng ta rồi đó. Như vậy là coi như cái ứng dụng Java của chúng ta đó, nó đã có thể kết nối được, nó có thể thực thi được câu lệnh SQL ngay từ trong chương trình của chúng ta luôn. Đó, và các bạn cũng có thể lấy ra được cái kết quả thông qua những cái hàm SQL query, SQL update, SQL vân vân. Và cuối cùng sau đó thì chúng ta sẽ phải ngắt kết nối. Một lần nữa là mình nhắc lại với các bạn đó là chúng ta, một là chúng ta phải tạo được kết nối, thứ hai là chúng ta phải tạo ra được cái đối tượng statement, có ba cái dạng đối tượng statement. Thì ở đây nè, mình sẽ nhắc lại cho các bạn ở đây ha, nó sẽ có statement, prepare statement, collapse statement. Và tại sao mình lại sử dụng những đối tượng này mình sẽ giải thích rất rõ trong những video clip tiếp theo. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ có một câu lệnh SQL và chúng ta phải thực thi nó. Thì thực thi xong thì chúng ta phải xử lý được cái kết quả trả về. Và cuối cùng là chúng ta phải ngắt kết nối. Ok. Cái cách tiếp cận của mình á, thì nó sẽ hơi khác với những kênh khác một chút. Đó là mỗi một bài tập á, thì mình giới thiệu với các bạn một cái gì đó nó rất là nhỏ thôi. Nhưng mà hy vọng thông qua cái rất là nhỏ này các bạn sẽ hiểu nó một cách rất là sâu sắc. Và các bạn có thể nhớ được nó, các bạn có thể hiểu rõ được vấn đề. Tại vì mình thấy trên mạng thì cũng có rất là nhiều cái hướng dẫn, nhưng mà đôi lúc các bạn nó hướng dẫn nó sẽ là những cái gì nó rất là lớn và rất là hoành tráng và các bạn sẽ không hiểu sâu được. Thì rất là mong các bạn sẽ chịu khó cùng mình là làm từ từ thôi, từng cái video một. Sau đó thì chúng ta sẽ có thể tạo ra được những cái dự án lớn hơn và chúng ta có thể hiểu nó một cách tốt nhất. Ok. Các bạn nếu có câu hỏi, có thắc mắc hãy comment xuống phía bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo. Xin chào.